cứ tưởng là ai cũng biết úp móng bằng bay bền rồi nhưng mà một số chị em vẫn còn bảo là úp móng bằng bay nhanh bong thì mọi người úp móng bằng bay mà nhanh bong thì nhớ theo dõi hết video này nhé thảo sẽ làm từ đầu đến cuối luôn này bây giờ thì thảo sẽ dùng cái đầu nhám tím đây là loại sần nhá thông số 120 là loại sần hơn ấy thì khi úp móng hay là đắp gel các thứ mọi người nên dùng cái đầu sần hơn Đấy mình có thể dùng để nhám bề mặt móng và tiện thể thì đi luôn phần chân móng cho nó sạch da hơn này Đờ, Máy mài thì Thảo sẽ dùng đi số 6 thôi Tại vì là nhám móng trên móng thật thì đừng có đi mạnh tay quá nó sẽ làm mỏng móng của khách đấy mọi người nhé Điều máy tím xong thì đi lại bằng đầu khóe da để cho phần khóe da được sạch và sâu hơn này Nhưng ngoài đi đầu tím xong thì đi cái này nó nhanh lắm Sau đấy thì Thảo sẽ dùng bezimi để úp móng luôn Chải bay lên móng này đừng trải quá nhiều mọi người nhá. Và cái phần móng này chúng ta cũng đã nhám bằng đầu máy tím rồi Sau đó thì mình sẽ đặt móng này. đây là cái móng cầu thấp ấy nên chúng ta có thể úp gần sát chân được luôn đó nên thảo sẽ úp gần sát chân nha dùng đèn mini để hơ đến khi nào mọi người thấy cái móng được cố định rồi thì mình mới bỏ tay ra nhé còn lý do vì sao thảo chưa nhặt ra thảo sẽ giải thích luôn ngay phần sau này sau khi hơ đèn xong thì chúng ta sẽ đem đi hơ cái đèn to là 90 giây nhá bắt buộc này khi mà úp móng bằng bây mọi người phải úp móng trong thì nó mới bền được thứ hai là phải hơ đèn to kỹ bởi vì nếu lớp bây này nó không khô thì chắc chắn là nó không bền rồi mọi người hơ đèn to kỹ xong thì thảo sẽ dùng cái đầu mài mịn này bình thường mình hãy dùng mài mịn đúng không thì mình mài luôn cái phần chân móng cho nó thấp xuống thì cũng không cần phải mua thêm cái đầu mài nào khác đâu mọi người nhá. Còn nếu như mọi người thấy cái phần hai khóe bên cạnh nó chưa sạch nhá thì Thảo sẽ dùng chính cái đầu mài tím ấy. Lúc nãy mọi người dùng đấy thì mọi người có thể là mài lại cái bên cạnh luôn. Thì đầu mài tím này mọi người có thể dùng thông số 240 cũng được để mài kỹ lại bên cạnh. Sau đấy bây giờ Thảo mới nhặt ra tại vì là đã dùng đầu mài xong hết rồi thì bây giờ mình nhặt ra nó sẽ được mịn và không hề bị sơ sớp lại ý, vì đầu mài nó va vào chẳng hạn không bị chảy máu đâu nhưng hơi sơ sớp ấy. Và lúc này thì việc nhặt ra không cần phải nhặt quá quá kỹ như ban đầu nữa. À. Bởi vì cái phần quan trọng nhất là phần đẩy ra trong của đã xong và phần úp cũng đã xong rồi nên mọi người sẽ nhặt những phần da còn thừa lại ở đây nó nhìn thấy ở đây luôn nhé mọi người ơi mọi người thử làm cách này nhặt da sẽ nhanh hơn rất là nhiều và một cái lưu ý khi úp móng bằng bay đấy là với những cái móng khách mà mỏng ấy mọi người móng khách mỏng thì úp móng bằng bay nó sẽ không được bền như cái móng khỏe đâu nên móng khách mà mỏng như tờ giấy như cái lá lúa ấy, thì mọi người úp bằng bay xong mọi người cố gắng sơn cho thảo thêm cứng móng và hơi đèn thật là kỹ lớp cứng móng khoảng tầm 90 giây và cố gắng có thể thực hiện thêm trang trí như kiểu là ẩn nhũ hay là à, đính đá vào chân móng hay là gì đấy thì cái móng nó sẽ bền đấy là riêng đối với móng mỏng như lá lúa nha mọi người nhá sau khi nhặt ra xong nha bằng kem mềm da thì mọi người sẽ dùng cái giấy lau gel thấm cồn để lau cái phần kem này đi thì tí nữa sơn bay nó không bị co bay mọi người nhé nó hơi trắng móng một tí nhưng không sao sơn bay là nó Hết à? tất cả những gì thảo cần nói rồi mọi người nhé bây giờ thảo sẽ sơn bay rồi sơn cứng móng Jimmy rồi sơn cho bình thường thôi Ở đây cũng chính là cái bay lúc đầu thảo dùng để úp móng còn nếu mọi người dùng dòng khác thì thảo không có nói đến nhá và nếu như mọi người úp những cái dòng mà nó đặc thì mọi người phải hơ đèn kỹ đấy tại vì úp móng bằng bay mà chóc thì một là do trường hợp mỏng như lá lúa thảo vừa nói thứ hai là lớp bay nó hơi khô không kỹ thứ ba là dùng móng úp đục và thứ tư là mọi người không nhám sần cái móng mà lại nhám mịn đấy mọi người nên là cứ chọn đúng sản phẩm và làm đúng bước nha chứ còn đúng sản phẩm rồi thì chắc chắn là không thể nào mà bong được mọi người ơi thì có một vài trường hợp thảo vừa có lưu ý hết trong video rồi mọi người nhớ